Tạo lộ quá. Dạ, chào chú. Chào. Mấy đứa lên bờ uống nước nghỉ chút xíu đi, rồi chút làm tiếp. Lên đi. Nghỉ chút đi, sáng giờ làm á muốn lội giò luôn à. Tâm ơi, ơi cho ba ly cà phê. Rồi rồi, làm ly cà phê á rồi lát nữa làm tiếp. Dạ. Hổm rày sao nó lộn xộn quá đi, tàu của Tâm ú á mới vừa bị ăn trộm ghé nữa. Đúng là cái lũ ăn trộm này nó không có chịu một ai hết. Tôi nghe đâu á là thằng ăn trộm nó làm rớt cái áo trên tàu của Tâm ú, rồi họ đem trình báo lên công an rồi. Hy vọng đợt này sẽ có manh mối, công an sẽ moi được cái đám ăn trộm đó để cho anh em bốc vác tụi mình khỏi bị nghi ngờ. Tức bỏ mẹ. Vợ mày khỏe chưa vậy Hiếu? Dạ cũng đỡ rồi chị, nên em mới dám đi làm nè. Ờ trời ơi, tội nghiệp ghê vậy á. Ủa mà nó té đập đầu xuống đường có nặng không vậy? Máu chảy nhiều không? Sao chị biết? Thì tao nghe con Hiền cà phê nó kể. Nó nói là bữa đó thằng Mến với thằng Sĩ ngồi đây nó nói nè, nếu mà con Di nó không có ôm cái vỏ chặt quá thì đâu có té nặng đến nỗi như vậy đâu. Hả? Hiếu. Bà không à? Hả? Ủa? Là sao? Bà nhiều chuyện quá. Tụi nó thấy thì kể với nhau thôi. Vậy mà bà cũng nói làm chi? Để cho thằng Hiếu nó hiểu lầm nó bỏ đi rồi đó. Đâu có gì hiểu lầm đâu. Trời đất ơi, đám thằng mớm thằng Sĩ nó gây chuyện thiệt mà. Tụi nó tính là cảnh cáo thằng Hiếu thôi. Nhưng mà hả, hôm đó không ngờ sao con Di nó bị nặng quá đó. Cái đám của tụi nó làm gì mà dính dáng tới thằng Hiếu mà nó gây chuyện động trời dữ vậy? Trời đất ơi, tôi đâu có biết gì đâu à. Dạ. Tụi mày, Hiếu kìa. Mày gọi điện thoại đi. Mày muốn gì? Alo. Thằng Hiếu nó đang hành hung tụi con. Dạ. Mày làm cái gì vô tao? Dạ. Ở nhà Tài Lanh được chú Hải. Chúng tôi nhận được tin báo ở đây có một vụ đánh nhau. Trong số các anh có một người mà chúng tôi đang cần tìm kiếm. Dạ đâu có gì đâu anh, tụi em xích mích với nhau chút xíu thôi à. Mà dạ, anh muốn tìm ai vậy? Cái áo này của ai? Dạ của mày hả? Không, của mày hả? Dạ em không biết. Của tôi. Có gì không anh? Đây là chiếc áo chúng tôi thu thập được tại hiện trường mất trộm, trên chiếc ghe chở hàng từ thành phố về An Giang. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở cảnh sát điều tra. Mời anh. Anh hai, mày về đi, đừng nói gì với bà già hết. Chắc hiểu lầm thôi. Mấy anh giải tán đi nha, đừng có làm mất trật tự. Dạ dạ, tụi em biết rồi. Dạ. Mày, mày.
Nè con, con ráng ăn đi cho mau lại sức. Phụ nữ mỗi lần sinh đẻ là mỗi lần chết sống rồi. Đằng này con lại bị nạn như vậy, con phải ráng ăn nhiều vô. Con hiểu rồi, con là phụ nữ, con là hết xong mới mất tiêu à. Má thấy nó kỳ kỳ. Anh hiểu á, buồn á mà không dám ra mặt luôn. Ở chỉ lo cho mình con à. Nó là đàn ông mà, nó mà khóc lóc nữa rồi lấy ai chăm sóc cho con. Thấy con tỉnh táo vậy nó cũng mừng rồi. Con ráng ăn nhiều vô nha. Ừ, ngon á. Đây đây đây. Ăn đi. Nè, dán từ từ thôi. Hả? Chuyện gì vậy con? Chị Hai mới qua hả? Ăn bánh xèo. Ngồi anh xuống con. Ăn bánh xèo nè, ngon lắm. Nãy giờ má để dành cho anh Hai với anh Ba nhiều lắm. Ủa mà anh Hai đâu rồi? Không về với anh Ba hả? Anh Hai ở ngoài đó, nghỉ chút rồi làm luôn. Ồ. Mời, má lấy giùm con chai dầu xanh nha. Mới bị rớt cái bao hàng đập trúng chân đau quá. Trời ơi. Ông ơi. Làm ăn cái gì mà không có cẩn thận gì hết trơn á trời à. Ăn từ từ thôi chị Hai, coi chừng bị nghẹn á. Má, cái vụ chị Hai là do đám thằng Tài Lanh nó làm. Sao tụi nó lại gây sự với con Di? Còn nữa, anh Hai tới nhà thằng Tài Lanh, tụi nó báo công an bắt anh Hai đi. Vì họ có cái áo của ảnh, họ nói là lấy được trên chiếc tàu trên đường về An Giang bị mất trộm hôm trước. Bậy bạ. Cả tuần nay thằng Hiếu ở nhà lo cho con Di mà. Cái chuyện cái áo con không có lo, bởi vì anh Hai có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng vì công an đã để ý nên mình cũng phải thận trọng. Mà biết, nếu tụi nó biết mình cũng ăn đêm, tụi nó sẽ tức lắm. Nhưng nước sông không phạm nước giếng, ai làm lấy ăn. Sao bây giờ tự nhiên tụi nó gây sự với mình? Lượm ơi. Sức đi ra con. Thằng nhỏ mà lâu dạ. Nữa dạ. Không sao đâu, chắc chị Hai chỉ đói thôi à. Ăn đi con. Chị Hai khỏe chứ chị Hai? Chị đổ rồi. Ăn đi. Sao ông không về? Ông đâu rồi? Công việc ngoại cũng hơi nhiều chị Hai. Chắc chiều anh Hai mới về sớm. Chị Hai đừng lo. Bánh xèo ngon vậy ông về. Cảm ơn em. Chiều về còn gì nữa mà ăn. Bữa nay nó khá rồi, qua đây đòi ăn bánh xèo. Làm tao với má mày mừng muốn chết hả? Nè, ráng ăn cho hết đi nghe. Để bánh xèo của tao ế là tao chửi ba ngày không xong mà nghe. Chết rồi, con định ngày mai đòi ăn bún riêu mà má nói vậy chắc nghỉ ăn luôn quá. Con ăn ơi. Cái áo này đúng là của tôi, nhưng thiệt tình là tôi không hiểu tại sao nó lại nằm trên chiếc tàu đó. Vậy thứ bảy tuần trước anh đã làm gì? Tôi ở trong bệnh viện đi chăm sóc cho vợ tôi. Vợ anh bị gì? Cậu bị tai nạn lúc tôi đưa cậu đi khám thai. Chúng tôi sắp có con, nhưng bây giờ thì sao? Con tôi chết trong bụng mẹ sau tai nạn đó. Tôi phải ở trong bệnh viện chăm sóc cho cậu suốt cả nửa tháng trời. Có ai thấy anh ở bệnh viện trong thời gian đó hay không? Có, nhiều người lắm. Tất cả các y bác sĩ đều thấy. Thậm chí khi tôi đưa vợ tôi về nhà mọi người đều thấy mà. Chỉ có hôm nay tôi thấy cô khỏe rồi mới yên tâm để cô ở nhà đi làm. Nghèo mà, không làm lấy tiền đâu mà sống. Nằm viện cả nửa tháng như vậy, chắc tiền viện phí nhiều lắm. Dạ, cũng nhiều. Nhưng bây giờ có tiền cũng vậy thôi. Con tôi chết rồi. Hai anh, mà hai anh có thể cho tôi biết là ai gọi mấy anh tới khi tôi đang ở nhà Tài Lanh không? Đó là một cuộc gọi nạc danh. Chúng tôi còn phải xác minh nhiều vấn đề. Bây giờ anh cứ về đi. Khi nào cần, chúng tôi sẽ mời anh lên để mà hợp tác điều tra. Dạ, cảm ơn anh. Tôi xin phép. Cậu cho điều tra coi vợ anh ta đang nằm bệnh viện nào, chi phí ra sao, và hiện giờ anh ta có nợ nần gì không? Nếu là một người lao động phổ thông, kiếm ăn từng bữa, thì việc vợ nằm viện hơn nửa tháng sẽ rất tốn kém. Về mặt thời gian,
anh ta không thể nào gây ra vụ trộm trên chiếc tàu đó được. Mà em nghĩ anh ta hoàn toàn ngoại phạm trong vụ này. Đó chỉ là giả thuyết thôi. Kẻ định chơi xấu anh ta tự lôi mình vào dòng nghi vấn. Thật là vụng về. Anh có nghĩ kẻ gọi điện đặt danh và người tạo bằng chứng giả với chiếc áo này là một người không? Chắc chắn. Vậy sao? Không ai nói hết phải không? Tao nói trước à nha. Tụi bay có thấy con Di nó kỳ kỳ không? Dạ, dạ đúng rồi đó. Con thấy chị Di chị vui vẻ quá. Ừ, đúng rồi. Hôm qua còn nằm chèm bẹp, khóc lóc rồi bỏ ăn. Ừ. Bữa nay thì vui như Tết. Ờ. Còn đòi ăn bánh xèo. Chắc là chị đã vượt qua được nỗi buồn. Qua gì mà nhanh như gió cuốn vậy ông? Thấy nó vui vui thì cũng mừng. Mà nó sao sao á. Để lát Mận về hỏi coi. Em cũng thấy vậy hả Phương? Dạ, chuyện như vậy mà chỉ vui vẻ được liền thì cũng hơi bị lạ đó. Thôi cũng chảy rồi, anh đưa em về nha. Ờ, thôi về đi con, còn chuẩn bị đi học nữa. Dạ, để con chờ Mận rồi về chung luôn. Thôi đâu mà chờ nó, chừng nào con Mận về rồi nó qua sao? Anh đưa em về rồi anh đi làm luôn. Nè. Dạ, dạ. Giúp con đi, sẵn con ghé coi tình hình thằng Hiếu làm sao giùm má một cái, nghe. Dạ, con cũng tính vậy. Thôi con đi nha hai má. Thưa hai má đi con đi. Hay. Phải chi hai đứa nó sáp lại với nhau thì hay quá ha. Hay cái gì mà hay. Rối chuyện thêm thì có. Rối gì? Không biết mình hiểu làm sao rồi. Nóng ruột quá. Anh cứ đi liêu lỏng. Ăn nhậu say bí tỉ. Bây giờ còn đi gây sự làm gì rồi để người ta đánh gãy xương nè. Thôi em đi. Biết cái gì mà nổi. Đến đi, bỏ tiếp đi. Trời ơi, đau quá đi. Thôi, thôi. Thôi tôi chết đi, trời ơi. Đau nhất, trời ơi. Thôi mà. Giàu da. Thôi. Da, má biết không? Má đánh tới đây, mà nó chạy xuống đây, má biết không? Trời ơi con ơi, mới chích thuốc rồi từ từ nó mới hết đau. Trời ơi cái miệng mày hồi nãy giờ cứ bài hái vậy hoài à. Y tá người ta ghét mình luôn bây giờ đó. Ghét cả y tá chứ. Ừ. Đau phải là. Trời ơi. Là mới hết đau. Trời ơi cái thằng này thiệt. Dạ. Thôi mày nín đi. Ôi. Cái gì mà mày la xong rồi mày khóc. Mày để tao ngủ tao nghỉ. Mày ngủ mày nghỉ đi. Mày muốn la mày la, ai cấm mày la đâu. Mày kêu vợ mày la giùm đi. Thôi. Mày bị khùng hả? Tao la không nổi. Tao... tao thở mà tao bị đau ở đây nè. Mày biết tao hít là một cái muốn đai ra quần luôn. La gì nổi mà la. Anh có giống gì mà như con trâu vậy đó. Thôi mà nhỏ tiếng chút xíu đi con. Mấy anh yên lặng được không? La ó làm phiền những người xung quanh. Phiền đâu mày? Ở trong phòng có tôi với nó à. Có má tôi với vợ này phiền. Thôi, ai phiền. Im đi con. Còn những phòng kế bên nữa. Người ta cần được nghỉ ngơi. Nghĩ gì nghĩ, muốn nghĩ thì kệ họ, kêu họ lấy gì bên lục ơi, ai đi. Anh im cái gì lại đi. À, dạ dạ, à, cô để cho tôi xin lỗi ha. À, tí xíu là tôi nhắc nhở nó. Dạ tôi xin lỗi cô nha cô. Trời ơi, mày im tao đi. Tôi cần phải dạ, giải tỏa lỗi chứ cô. Dạ. Đau quá mà. Trời đau ơi. Dạ. Trời ơi, đau xin mày đó. Anh, đau quá anh ơi. Chịu được rồi. Sao, tụi bay sao rồi? Đau quá đại ca. Đau quá, chịu đâu. Tụi bay á, mới đụng có chút xíu chuyện à, là lỗi ôm xong. Gì chút chuyện anh? Anh nghĩ sao chút chuyện? Anh chưa sắp lấy cài với nó sao anh biết? Thằng này nó như con trâu vậy đó. Không biết nó làm gì mà nó sầu quần xong rồi cái thằng này hai cái rồi em xì cà que luôn á, đau quá. Cái cách mà nó đánh tụi bay hôm ở nhà tao á, là tao biết rồi. Nó chỉ đấm đá rừng rú, chứ không phải là dân có nghề đâu. Nhưng mà phải công nhận nó mạnh mà lì đòn, chứ không phải chết nhát như hai đứa bay đâu. Bởi vì hồi đó nó làm cho mình vụ nào cũng ngon ăn hết. Tụi bay không phải là đối thủ của nó đâu. Gây với nó là chết chắc luôn đó. Bây giờ sẵn cái vụ này, tụi mình phải nhờ pháp luật trị nó luôn. Em thấy anh rảnh lắm luôn á. Tự nhiên giờ dính dáng pháp luật làm chi? Xong cái nguyên đám là phê nắng hả? Tụi bay ngu quá. Ai biểu tụi bay ra mặt chi? Tụi mày ăn uống gì chưa? Chú anh đau ăn không nổi. Mua giùm con cái gì cho nó ăn đi. Mày ăn gì? Tiền nè. Dạ, bây giờ con ăn gì? Ăn bún bò giò heo.
Rồi nạt nha, đừng lý do mở ngán lắm. Anh ăn cái gì? Anh đau sườn, ăn cơm tấm cho nó lạnh sườn đi. Sườn nha. Em biết rồi. Cho miếng mì để lên. Nhớ nước mắm tỏi ớt nha. Giờ sao anh? Cẩn thận anh, cẩn thận. Tao thấy rồi. Giờ giờ sẵn cái vụ này, tụi mình đừng có ra mặt, hiểu không? Để cho pháp luật xử nó luôn. Tụi mày hiểu không? Thiện hiền lành, ai dè đâu thứ đầu trộm đuôi cướp. Sao dì lại nói như vậy? Người ta lao động chân chính kiếm sống, người ta có làm gì bậy bạ đâu mà dì nói đầu trộm đuôi cướp. Ủa bộ không biết chuyện gì sao? Hôm mà ghe của ông Tám ông bị mất của đó, công an thu được cái áo, người ta xác minh là của thằng Hiếu đó. Hả? Trời ơi, không lẽ thằng Tài nó nói xạo với mày sao? Mới hôm vừa rồi nè, ông ứng bà Hành gì đó, tự nhiên cái nó nổi điên à. Nó kiếm cái đám lính của thằng Tài đó, nó gây sự với người ta, nó quơ cái kiểu gì tao không biết, mà hai thằng nó nằm sải lai luôn à. Một đứa thì què giò, còn một đứa thì gãy mấy cái bẻ sườn vậy đó. Hỏi người lương thiện có ai mà làm như vậy không? Bà đang nói ai vậy bà Sáu Béo? Thằng Mớm với thằng Sĩ chứ ai. Bây giờ á, bó bột nằm ở nhà rồi. Hai thằng á là lao động chính ở trong nhà như vậy, bây giờ nằm á cả nhà nó chết đói, ai chịu trách nhiệm đây? Nó vô cớ đánh người như vậy á, rồi thưa công an chưa? Cứ để như vậy á, nó không lộng hành sao được? Thì dĩ nhiên là phải thưa công an rồi. Con vợ thằng Sĩ á, với má thằng Mớm á, làm đơn thưa rồi. Công an đang giam nó kìa, người ta bắt nó tại trận, nó làm sao nó chối được. Hèn chi, mấy ngày nay tôi thấy có một mình thằng Trọng nó đi làm. Mà tụi Mớm nó bị như vậy cũng đáng đời, ai biểu nó gây chuyện với vợ thằng Hiếu làm chi. Nhưng mà cái vụ đó, đâu có ai thấy đâu. Còn anh Hiếu đánh người ta, bị công an bắt tại trận, làm sao mà chối? Cái thằng Hiếu á, coi nó hiền khô như vậy, mà tới khi nó lên cơn rồi hả, nó cũng dữ dằn ghê ha. Hai thằng kia bị gãy xương, nó cũng đâu có vừa gì. Chứ làm cho vợ con người ta ra nông nổi như vậy, ai mà nhịn được? Gặp con hả, là con giết tụi nó luôn. Trời ơi. Ở tù thì ở, anh Hiếu anh nóng tính, gặp cái chuyện như vậy, làm sao mà anh nhịn được? Trả thù như vậy thì dễ rồi, nhưng mà vợ con lấy ai mà nuôi đây? Mày nói như vậy thì hay lắm, nếu mà có cái đầu mà không suy nghĩ thì để làm gì? Ừ, nói cũng đúng. Vô ly cà phê đá đi chị ơi. Dạ. Thằng anh nó coi vậy mà ghê quá ha. Ủa, mấy bữa nay vợ cũng hiểu sao rồi Trọng? Chị vẫn vậy, có lúc tỉnh táo thì ngồi im re, có lúc quảng lên thì la lối ôm sùm. Nhưng mà đỡ cái má tôi mướn bác sĩ về rồi, chỗ thuốc của chị cũng đỡ nhiều. Trời ơi, mướn cả bác sĩ tới nhà luôn đó hả? Ờ. Trời ơi, như vậy là tốn tiền lắm đó. Mà thằng Hiếu nó bị như vậy á, lấy tiền đâu mà lo cho con gì? Xưa giờ nhà tôi có ai ăn xài quan phí đâu, làm thấy mồ tổ luôn á. Rồi lo để dành, rồi để lo sử dụng cho mấy cái lúc hữu sự như vậy. Buôn tàu bán bè không bằng ăn về tiết kiệm. Nhà mày con vậy mà hay ha. Chứ sao. Thằng Mớm con tôi nè, hồi xưa đến giờ nó có đụng chạm tới ai đâu, tự nhiên cái nó nhào vô đánh nhỏ, cho nhỏ què giò ha. Rồi bây giờ bảo tôi bãi nại, tôi bãi nại thì sao hả? Ngang ngược như vậy là phải cho ở tù, cho chừa cái thối đó đi. Chồng tôi là lao động chính trong nhà, mẹ con tôi còn phụ thuộc vào ảnh, mà bây giờ bị gãy hai cái xương sườn thì làm được cái gì? Con của cô hay quá mà, khi không ra ngoài được đánh người ta. Không có bãi nại gì hết trơn á, bà đó phải lo tiền thuốc men để bồi thường cho con tôi đi. Tiền thuốc gì chứ? Nghĩ sao vậy? Chồng của tôi nằm một đống ở nhà mà còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Nào là tôi phải đi vay đi mượn, tiền lời tiền lớn, còn biết bao nhiêu thứ, phải tính đủ hết chứ. Tính hết à? Mà cái đó người ta gọi là cái gì đây nè, tổn thất, bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần. Đúng rồi. Bớt nói lại đi, con tôi không phải vô cớ đánh người đâu, đầu đuôi gốc ngọn là tại thằng Móm với thằng Sĩ đó. Bà nói sao? Tại hai ông này là sao chứ? Nghĩ sao vậy? Chồng tôi cũng là người làm mướn kiếm cơm, có đụng chạm gì tới con của bà không?
Thằng mớm con tôi nó cũng vậy đó. Tối ngày nó đi làm không à, đầu tắt mặt tối, tự nhiên đánh nhỏ là sao? Tự nhiên hả? Nó không nói gì hết hả? Hai thằng chở nhau giật vỏ của con dâu tôi té bất tỉnh trước cổng bệnh viện kìa. Con nó thì chết trong bụng mẹ, còn nó thì bây giờ nửa mê nửa tỉnh ở nhà. Thằng Hiếu nó mới nắng ruột nó quánh hai thằng đó như vậy đó. Bây giờ tính thiệt hại thì ai thiệt hại hơn đây? Cháu nội tôi chết oan ức như vậy, ai biết ai bồi thường? Có không? Hay là bà vu oan? Ai thấy ai làm chứng? Mà tôi nói thiệt, nếu như cái chuyện nó có xảy ra đi chăng nữa, thằng Hiếu con bà bộ nó không biết đi thưa công an hả? Để bắt thằng mớm với thằng sĩ, con bà nó đâu có hiền. Hai thằng nó làm nhanh quá trước cổng bệnh viện á, rồi nó chạy mất dạng luôn mà. Trời ơi, nói vậy là không ai thấy phải không? Không ai thấy mà tại sao dám khẳng định đó là thằng mớm với thằng sĩ? Rất là nhiều người trước cổng bệnh viện thấy. Ai? Ai cũng thấy. Nhưng mà tại vì tụi nó chạy nhanh quá, bây giờ kêu người ta làm chứng người ta không dám làm. Thôi mà đừng có ở đó vu khống nữa, đừng có nói nhiều với bà. Mình đi thôi đi gì. Lên đòi bồi thường thiệt là nặng, cho hai má con bà biết mặt. Cái tội đánh người ta gãy xương sườn người ta còn chưa nói, bây giờ còn đặt điều nữa. Thôi đi gì. Tôi nói cho bà biết nha, tôi chưa bỏ qua cái chuyện này đâu. Tôi lên công an phường, tôi nhờ công an giải quyết. Hiếu ơi, ủa Hiếu đâu rồi? Hiếu đi làm rồi con. Sao con không ngủ thêm chút nữa cho khỏe, dậy sớm chi vậy? Ngủ hoài mệt lắm, đi rồi ngủ gì? Con định làm cái gì vậy? Trời ơi, cái gì mà bụi không vậy nè? Con tính làm cái gì? Làm cái gì? Đi bán chứ làm cái gì? Trời, con chưa được khỏe mà bán cái gì? Khỏe gì? Trời, không thấy hả? Khỏe re nè. Nhưng mà nhà có gì ăn không? Đói bụng quá. Hồi sáng ba có mua miếng thịt gà, để một lát ba kho xả cho con dễ ăn cơm. Vô kho liền đi, lát làm chi nữa, lâu lắm. Đi. Đi, vô kho liền đi. Rồi. Đi. Rồi, để ba kho. Bụi tùm lum. Mà tôi đã xin ý kiến của cấp trên. Sở dĩ chúng tôi đồng ý cho bà tiếp xúc với con bà trong thời gian đang tạm giữ, và mong bà khuyên nhủ anh Hiếu hợp tác với chúng tôi để giải quyết tốt về việc gây rối vừa rồi. Vì nếu việc thỏa thuận với gia đình bị hại không tốt, chắc chắn anh Hiếu sẽ phải thụ án một khi gia đình nạn nhân có đơn thưa. Dạ, cảm ơn chú. Anh ngồi đi. Sao con xanh quá vậy? Bộ ăn không được hả? Con mất ngủ thôi. Giờ con sao rồi má? Cậu có đỡ hơn không má? Nó tỉnh một chút rồi, không quậy phá gì đâu. Chỉ ngơ ngác như con nít thôi. Mà con sốc nổi lắm. Đã biết là tụi nó làm, mình có thể xử theo cách khác mà. Bây giờ con Di nó bị như vậy rồi, con lại như vậy rồi biết làm sao? Má ráng chăm sóc vợ con giùm con nha má. Má biết rồi. Tụi Tài Lanh nó đang làm đơn thưa kiện con với bên công an á. Tụi nó quyết làm cho con bị ở tù. Phải chỉ con mạnh tay một chút, ở tù cũng đáng. Con muốn có đứa phải bỏ mạng trong vụ này. Trời ơi, đừng có nói như vậy được không? Ân oán trả hoài biết chừng nào mới xong. Cụ Bo nó mất rồi, tụi con còn trẻ, sẽ có con lại sớm thôi. Má không biết đâu. Giờ con không thể có con được nữa. Con nói gì? Vợ chồng con không phải chỉ mất thằng của Bo. Giờ con không bao giờ có con được nữa đâu má. Tội nghiệp con Di quá.
rồi họ nói chừng nào họ thả con ra. Bây giờ họ đang điều tra. Tụi thằng mớm nó đang thư kiện. Có thể họ sẽ khởi tố con vì tội gây rối và cố ý gây thương tích. Nếu như tụi thằng mớm nó có được giấy chứng nhận là nó thương tật trên 11%. Còn chuyện cái áo, thật ra con có chứng cứ ngoại phạm nên con không lo. Má yên tâm đi, dù có bất cứ chuyện gì hãy để mình con gánh chịu. Vì con làm con sẽ chịu trách nhiệm hết tất cả. Không hiểu à? Má, má nghe con nói má cứ làm theo vậy đi. Một mình con thôi. Má biết rồi. Con Mận nó còn nhỏ dài, thằng Trọng nó gánh vác quá nhiều rồi. Giờ con thì còn yếu, má phải lo lắng đủ thứ. Đừng để em phải liên lụy tới con hết. Vì con làm một mình con chịu hết má. Má biết rồi. Còn chuyện con đánh hai thằng kia, con có lý do của con. Tụi nó hại vợ con có người làm chứng. Má muốn biết má ra bến hỏi nhỏ bán cà phê má biết hết. Hết giờ rồi. Đi theo tôi. Ghi sổ cho anh đi, chứ lúc nào qua cũng pha nước vậy lỗ vốn đó. Có nhiều mà. Giỡn đi, mãi em la anh bây giờ đó. Nè nè nè, kể lại cho anh nghe chuyện kinh hiếu cho rõ đi. Hôm đó gấp gáp quá anh không có hiểu gì hết trơn á. Anh hai của em đánh người ta tới nỗi người ta phải đi cấp cứu. Mà sao đánh người ta? Hàng đó gây tai nạn cho chị hai em. Vậy hả? Chắc là họ bất cẩn vô tình gây tai nạn thôi, chứ đâu phải cố ý đâu. Mà tại sao anh Hiếu đánh người ta ra nông nổi như vậy? Tụi nó cố tình chơi anh hai em chứ bộ. Là sao? Họ cố tình hả? Nè, tại sao vậy? Mà anh Hiếu có gây thù chú quán gì với họ không? Không, thật ra em chỉ đoán vậy thôi à. Bữa nay anh nghỉ làm hả? Em sao vậy? Hôm nay là chủ nhật mà. Em quên. Ủa, nãy giờ không thấy má hai đâu vậy ta? Đợi chút xíu em kiếm má hai nha. Má hai ơi. Nè. Má hai. Tụi nó cố tình cho anh Hiếu, có nghĩa là phải có mâu thuẫn. Nhưng mà tại sao Mận lại lẩn tránh, không nói rõ lý do cho mình biết chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Dọn về chưa? Ủa chị lượm đi đâu mà trễ quá vậy? Có chuyện, ra đây hỏi thăm một chút đi. Chuyện gì vậy dì lượm? Ngồi xuống đi rồi nói. Nói nghe nè, cái chuyện thằng Hiếu nó đánh thằng Sị với thằng Móm là nguyên cái bến này ai cũng biết đúng không? Chuyện đó hả? Nguyên cái bến này ai cũng biết hết trơn á. Mà công nhận anh Hiếu ghê thiệt. Nhìn bình thường anh hiền quá trời, mà sao anh đánh hàng đó nằm bệnh viện luôn vậy dì? Trời ơi, nó đâu phải người hồ đồ như vậy đâu. Dạ. Tại vì vợ con của nó bị đám kia hại vậy đó, nó mới tức, nó mới làm ra chuyện vậy thôi. Cái vụ mà vợ anh Hiếu bị hại là con biết trước tiên nè. Đó, con biết đầu tiên á hả? Chưa có ai biết là con đã biết rồi. Hôm bữa anh Hiếu đưa chị Di đi khám thai. Rồi tụi mớm xị nó dàn cảnh làm chỉ bị tai nạn. Ai dè té nặng quá cho nên đứa nhỏ trong bụng chết luôn. Tội nghiệp gì đâu á gì. Tụi nó kể con nghe vậy á hả? Tụi nó không có kể đâu.
Tụi nó gây chuyện xong rồi ha, về đây nè, ngồi uống cà phê. Rồi nói chuyện với nhau, con nghe được. Rồi hả, thằng này đổ thừa cho thằng nọ nữa. Con, bây giờ á, con giúp dì một kiện nha. Chuyện gì vậy? Thằng Hiếu á, bị công an bắt về cái tội đánh hai thằng kia vậy á. Ừ. Tụi nó á, đòi thưa thằng Hiếu bị ở tù. Bây giờ con giúp dì ra công an làm chứng được không? Làm chứng hả? Không có gì hết á. Con ra rồi công an hỏi rồi, nãy giờ con nói với dì sao rồi bây giờ con nói y vậy thôi à. Nghe, làm ơn đi. Cái vụ này thì được. Nghe sao thì con nói lại vậy hả? Thôi vậy đi, coi như là con nhận lời giúp dì ha. Dạ, thôi dì yên tâm đi. Thôi được rồi, thôi bây giờ dì về. Rồi tới ngày đó rồi dì nhắn rồi con ra, hen. Dạ. Cảm ơn trước nghe. Cảm dạ. ơn con nghe. Dạ. Trời ơi, khát quá. Khát quá, khát quá. Bà già, cho đi chai đường. Phải ngọt ngọt nha. Áo đây quần đâu trời? Có áo mà không có quần. Kỳ vậy? Ai mặc đồ không có quần? Cái quần đâu? Cái quần đâu trời? Con uống đi con. Khát muốn chết luôn. Nè, sao con không ở nhà nghỉ ngơi đi? Đi buôn bán làm cái gì? Người ta đi bán mà cứ kêu nghỉ hoài là sao? Bên kia gặp ông già, qua đây gặp bà già nữa. Ủa, bà già nào? Má hai. Má nào? Má hai. Má hai. Má hai. Má hai. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Nè, con đang bệnh mà con đi bán vậy á, không có được đâu, để má hai sắp xếp đồ đạc, để má hai phụ cho người ta. Đấy, cái gì vậy? Hả? Người ta buôn bán mà cứ kêu người ta nghỉ là sao? Tính dành mối với tôi hả? Tôi nói cho bà biết nha. Tôi mà bán không được chiều nay hả, ba tôi ông đói bụng, ông chửi tôi nữa. Nè, gì vậy? Gì? Nè. Gì vậy? Đây. Con... Cái ông này. Ông coi con cái kiểu gì vậy? Bà nó đang bệnh mà bắt nó đi bán làm sao? Tôi ông già hai thứ tóc rồi. Gì? Mà ông hành hạ con nhỏ bệnh hoạn giờ không biết mắc cỡ hả? Ông có đói bụng giờ ông qua nhà tôi ăn cơm. Mắc mớ giờ ông bắt nhỏ đi bán. Ai nói với bà tôi bắt nó đi bán? Nó nói kìa. Nói hơi nào? Ủa? Bà đó nha, bà đủ rồi nha. Nãy giờ hả? Bà đuổi tôi về. Rồi xong bây giờ bà còn đổ thừa tôi nữa hả? Mà cái ly nước nữa kìa. Kêu phải ngọt ngọt, phải lạc nhắc. Sao không uống? Chứ đường đâu? Đường đây nè, đây nè. Phải bỏ đường vô mới uống được biết chưa? Đúng rồi, bỏ đường vô mới uống được đó con. Bực mình à. Bà đó, bà có để tôi nói cho bà nghe không? Chưa kịp nói bà nhảy túi vô họng tôi à. Bà nghe tôi nói nè, bác sĩ nói con Di nó không bị bệnh tâm thần, nó bị sốc nặng quá, cho nên nó mới bị vậy thôi, bà hiểu không? Muốn cho nó mau bình phục á, thì mọi người phải đối xử với nó như là người bình thường, hiểu chưa? Đừng có coi nó như người bệnh, hiểu không? Nhưng mà nó bệnh thiệt bà mà. Bà trời ơi, bác sĩ đã dặn nó là nó không có bệnh. Không có bệnh nghe không? Nó đang bình thường. Dù nó làm chuyện gì, không có bình thường thì cũng coi như bình thường nghe không? Có vậy lần lần nó sẽ bình phục lại. Bình phục? Nó sẽ bình thường lại, hiểu không? Nhưng mà tôi thấy nó không có bình thường. Mình vẫn phải cứ coi là bình thường. Nghĩa là mình vẫn để nó đi bán như vậy hả? Cứ để nó đi bán giống như bình thường. Như vậy là không có bình thường. Sao không bình thường? Tại vì nó đi bán như vậy là nó đâu có biết giá cả gì đâu. Nó bị người ta gạt mất vốn hết. Tôi đi theo là bình thường, hiểu không? Được không? Sao không được? Không ấy, để tôi đi bán phụ nó cho. Thôi, ông bà đó, bà ở nhà lo mối của bà đi. Lo bán mối của bà đi ha. Quá đã. Mối gì? Nhiêu? 10.000. Cái này không bình thường. Đâu có bình thường. Đây, má phụ cho nè. Cái bà này cứ sắp xả như vậy à. Để ba phụ. Bà phụ hen. Ông này được nè. Bà tránh ra nha. Bình thường, rất bình thường. Bình thường. Đi bán con ha. Bình thường ha. Bình thường. Sáng giờ bực mình bà này lắm luôn á. Bà không bình thường con. Đúng rồi. Bà này bà không bình thường. Thiệt tình. Bà không được bình thường. Tránh ra nha. Đừng có bực tôi à. Gì? Hai à? Nó bệnh mà sao để nó đi bán vậy?
Vô đây. Sao vậy? Nó đang bệnh mà. Bác sĩ dặn vậy đó. Cứ để nó làm việc như bình thường, nó sẽ mau khỏe lại. Thiệt không? Ừ. Mà ổng nói vậy thì tao biết vậy chứ làm sao. Thiệt trời giả gì vợ. Còn cái vụ thằng Hiếu giờ tính làm sao? Bây giờ công an đang truy tố thằng Hiếu về tội đánh người gây thương tích. Rồi họ còn đang ráo riết điều tra cái vụ. Như chuyện rối lắm. Đừng hỏi em nhức đầu lắm. Gì kỳ vậy? Thằng Hiếu đánh thằng giang hồ nó gãy giò thì xử tù. Còn đứa con của nó bị hại chết, rồi vợ nó bị điên điên vậy, ai xử? Em có nói chuyện với con nhỏ bán cà phê ngoài bến. Nó hứa là sẽ ra làm chứng cái vụ con Di bị tai nạn là không phải vô tình. Vậy để coi mấy ổng xử làm sao. Có người nói chính hai anh đã giật giỏ của vợ anh Hiếu, làm cho vợ anh Hiếu bị té ngã và mất đứa con sắp sinh. Có đúng không? Làm gì có anh. Tụi em làm gì biết chuyện đó. Anh ơi, ai chu khống tụi em? Tụi em làm ăn lương thiện, đâu làm việc ác nhân như vậy được. Đâu? Tôi hỏi cho đúng thủ tục thôi. Còn mấy anh có gây ra tai nạn cho vợ con anh Hiếu hay không, chúng tôi đã xác minh được rồi, không cần phải chối cãi đâu. Thôi, hai người về đi. Khi nào cần, chúng tôi sẽ cho mời. Dạ, mấy anh ơi, mấy anh xử nó sớm sớm giùm em cho tụi nó đợi hoặc bồi thường gì. Nhanh nhanh đi, gia đình chúng em. Được rồi, về đi. Dạ. Dạ. Thưa hai anh tụi em. Thưa hai anh tụi em về. Nhà khó khăn quá. Khó khăn quá. Đi. Chết mất. Tự tự chết mất. Đau quá. Không có thể mua thuốc thang. Dạ hai anh em về. Nhà nghèo quá. Tất cả những chuyện này chỉ là bề nổi thôi. Phía sau vụ tai nạn này còn nhiều chuyện cần làm rõ lắm. Bên phòng điều tra có báo về, hai người này có mối liên hệ với một đối tượng đang bị theo dõi và quan hệ mật thiết với nhau. Chuyện họ cố tình gây tai nạn cho vợ anh Hiếu cũng có nguyên nhân, không phải là bất ngờ. Tôi biết. Cậu cho người đi xác minh nguồn thu nhập chủ yếu của những người này đi. Thực chất họ sinh sống bằng nghề gì, thu nhập ra sao, mức sinh hoạt và các mối quan hệ của họ. Tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như là một vụ tai nạn bình thường đâu. Dạ. Dạ chào mấy chú. Ủa, có chuyện gì vậy? Dạ, tôi lên tôi hỏi về chuyện xin bảo lãnh cho ông Hiếu. Mời ngồi. Dạ. Chị là vợ của anh Hiếu phải không? Dạ phải. Tôi cũng đang định cho mời hai người đến đây. Hai người có thể cho tôi biết về công việc và thu nhập của tất cả mọi người trong gia đình hay không? Gì vậy? Nè. Gì? Làm gì như người mất hồn vậy? Tôi chờ hai má con nó dậy. Tôi đã nói là hai má con nó đi xin cái giấy bảo lãnh cho thằng Hiếu. Uống cà phê đi. Lát nữa là về hả? Ông làm gì như là bất của vậy hả? Ai không biết chuyện đó. Nhưng mà trưa trời trưa trật rồi, chưa thấy về. Nóng ruột. Thôi để tôi làm bình trà nóng cho ông. Nóng nóng đó nghe. Đây đây, nóng rồi, nóng rồi. Đây. Cho bình trà đi. Dạ. Ủa đó. Trà này hết rồi, nguội rồi. Cho bình trà thiệt nóng á. Ý trời. Trời trời trời. Nhỏ lớn mới thấy mốt gì ngộ thiệt. Uống cà phê đá mà xin trà nóng. Cái này là nóng lạnh bất tử lắm nè. Thế kệ người ta, mắc mớ gì. Thôi thôi, uống cà phê đi ông. Đây, bình trà thiệt nóng đây. Bán thì lo bán đi, gặp ai cũng cà kế chuyện trò. Rảnh quá ha. Thôi thôi đi cha nội. Ông đó là xui của người ta mà. Người ta nói chuyện nhà của người ta.
ông kỳ quá. Xui gia là xui của bà kia kìa, chứ cái bà đó đằng bà gì. Nè nè nè, ông qua đây uống cà phê hay là ông qua đây ông kiếm chuyện vậy? Bà lo rửa ly dọn dẹp đi. Trời người ơi. Ta đi kiếm xui gia của người ta mà bà tiếp chuyện nhiệt tình dữ ha. Hai, lại đây ngồi đi hai. Lát tôi rửa ly cho. Bữa nay tới phiên tôi rửa mà. Thôi tính tiền về ông ơi. Tính tiền nhìn đi. Cái mặt thấy ghét quá. 16.000. Chờ chút xíu thối nha. Nè đi ông kia. Gì? 16.000 còn dư 4.000 thối nè. 4.000 mà bo. Đi về thấy ghét quá. Kỳ cục. Bỏ áo trong quần mà mang dép. Lâu quá mà hai má con nó chưa về. Ơi con. Dạ. Con chào má hai. Con chào bác. Nè con Mận nó đang mai đồ ở trong á. Đó. Dạ. Vậy con vô trong nói chuyện với Mận chút. Dạ thưa bác con đi. Ủa anh Tuấn, anh ngồi đi. Mận, nè anh nói nghe nè, tối nay anh với em đi coi đồ cưới nha. Bây giờ anh về nhà ăn cơm tắm rửa một chút, lát tối anh qua đón em nha. Sao gấp vậy? Gấp gì đâu, tụi mình tính chuyện này từ lâu rồi mà. Nhưng mà bây giờ em có chuyện gì sao? Nè, lần nào anh bàn chuyện đám cưới với em, em cũng ậm à ậm ừ, không có dứt khoát gì hết. Mận à, có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi. Không có chuyện gì hết. Nhưng mà anh thấy đó, gia đình của em bây giờ đang gặp nhiều chuyện quá. Em không có đầu óc gì tính đến chuyện đám cưới hết. Nè, anh nói nghe nè Mận. Chuyện gia đình đó, rồi cũng cần phải giải quyết xong. Hết chuyện này, rồi cũng tới chuyện khác. Mà em cứ như vậy á thì biết chừng nào anh với em mới đám cưới được. Anh Tuấn, anh thương em đúng không? Mà em nói gì vậy? Anh yêu em mà. Vậy anh ráng chờ em thời gian nữa nha. Mận à, em không có yêu anh đúng không? Em không có muốn tụi mình cưới nhau. Có. Vậy thì tại sao em nói như vậy? Em rất là muốn cưới anh mà. Nhưng mà anh phải hiểu là anh đừng có như vậy nữa. Anh cũng thấy rồi, gia đình của em, gia đình của em có nhiều chuyện rối quá. Thôi được rồi. Em xin anh đó, bây giờ Chỉ cần anh hai em được thả thôi thì lúc đó mình cưới nhau liền nha. Một thời gian nữa thôi, đâu là bao lâu nữa đâu. Khi nào em suy nghĩ kỹ thì lúc đó hãy báo cho anh biết. Hiếu. Ma. Em. Anh Hiếu. Vì anh và mọi người trong nhà không có giấy tờ tùy thân, không có giấy phép tạm trú, đúng ra anh không được tại ngoại. Chị này là vợ anh cũng không có đăng ký kết hôn, cho nên cũng không được phép bảo lãnh anh về. Nhưng vì chị là người địa phương, có nhân thân tốt, nên tôi đồng ý để cho chị ấy bảo lãnh anh về. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn hai anh. Trong thời gian này, anh không được phép rời khỏi nơi cư trú. Chị cũng phải đảm bảo là anh Hiếu phải có mặt bất cứ khi nào chúng tôi triệu tập. Nếu không, chị sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Dạ, tôi biết rồi. Dạ, cảm ơn dạ. Mấy chú. Mọi người về cảm đi. Dạ, cảm ơn mấy anh. Dạ. Sao anh lại cho anh Hiếu tại ngoại vậy? Cậu cho theo dõi sát mọi sinh hoạt của những người trong gia đình này. Có rất nhiều điều cần phải làm sáng tỏ. Nếu giam anh Hiếu ở đây thì khó thêm cho công tác điều tra. Dạ, em hiểu rồi.
em cũng không biết. Ông rảo xào quần vậy rồi biết nó có về sớm được không? Nóng ruột quá mà. Đi vòng vòng chóng mặt muốn chết à. Quay vô không thấy tôi đứng đây hả? Ông này kỳ quá. Vậy mà nói tôi xào quần. Ê kìa. Đâu, tôi nói vậy kìa. Coi coi. Anh hai. Con. Anh hai. Mận. Anh hai. Dạ. Thưa ba. Thưa má hai đứa mới về nghỉ đi con. Ngồi nghỉ đi con. Ngồi đi anh hai. Ngồi đây. Trời đất ơi, má nóng ruột muốn chết luôn vậy đó. Còn hai đứa con không thấy về chị hai lên mệt cả hả? Nhà mừng lắm. Lấy cho chị hai ly nước đi cưng. Dạ. Con được cho tại ngoại, nhưng khi nào tòa gọi thì phải trình diện. Kệ, không sao hết. Miễn được về nhà là mừng rồi. Để má hai vô dọn cơm cho con ăn nha. Tội nghiệp, ở trong đó có gì ngon đâu mà ăn. Ừ, đi đi. Để con đi với má hai nha. Ừ, con Mận nữa, vô phụ con trai nè. Dạ. Con cảm ơn ba. Con cảm ơn má và cả nhà đã lo cho vợ con. Bây giờ con khỏe rồi, con mừng lắm. Em làm anh lo lắng nhiều quá. Tại em hết đó. Không. Tại anh không bảo vệ được cho mẹ con em. Anh giận mình lắm. Thôi được rồi, bây giờ được tạm tha là mừng lắm. Ha, ráng lo làm ăn, đừng có gây gổ với ai nữa. Con đâu có gây gổ gì với ai. Nhưng ai mà đụng tới vợ con á. Thôi Hiếu à, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa. Ai cũng mệt rồi, hai cha con vô rửa mặt đi. Chúc ăn cơm. Vô ăn cơm đi con, đi. Dạ. Hiếu vô ăn cơm luôn đi. Dạ. Ê, dạ, ngồi đây. Dạ. Hôm nay có động tĩnh gì không? Tụi tài lanh đang lo cho anh ở tù. Nếu vì chuyện đánh nhau thì không lo. Tao chỉ sợ họ đang có manh mối để điều tra chuyện. Ê, vô ăn cơm đi con. Rồi chuẩn bị cơm nước hết rồi đó. Hai đứa ở đó mà còn nhiều chuyện. Ăn cơm đi. Dạ. Tuần này á, hàng họ không nhiều, không đủ sở hụi rồi. Ráng cho qua cái tháng cô hồn này. Còn nếu như không á, thì chắc tao kiếm chuyện khác mà làm. Nếu cái ạch đuổi như vậy hoài, chán thiệt á. Anh mà làm chuyện khác á, thì đám tụi em làm cái gì đây? Bỏ bạn giữa đường hả anh? Anh để tụi em bơ vơ sao? Không có tao á, thì tụi bay làm thai. Có gì đâu mà lo. Làm sếp không khoái hơn à? Đúng không? Vô đi. Anh Sáu. Mấy bữa nay á, em thấy có mấy người lạ đến chàng đàn bến này hoài. Bộ họ muốn kiếm việc làm hả? À đúng rồi đó. Có mấy người tới hỏi em về thu nhập của nghề bốc vác. Hỏi có khá không? Em ngồi em cười không luôn á. Em nói muốn khá chỉ có nước đi bán thuốc lắc thôi. Còn mà làm bốc vác á, mà khá được á, thì tụi này sẽ vào lầu hết rồi mấy cha. Đúng là có mấy người lạ cứ quanh quẩn hỏi han về mấy công việc rồi thu nhập của đám bốc vác tụi mình. Ừ. Nếu tụi nó muốn kiếm việc làm á thì không sao, mình không nhận là xong. Bến này đủ nhân công rồi. Tao chỉ sợ là tụi nó dò la rồi lập băng nhóm rồi hạ giá này kia là mệt. Trời ơi, giá của tụi em làm á là rẻ đụng sàn luôn rồi, bây giờ mà còn hạ giá thấp xuống nữa, em nghĩ chỉ có mấy thằng khùng mới làm thôi đó anh. Tao nghĩ vậy thôi, mà cũng không chắc á là mấy người đó họ muốn cái gì. Để coi coi sao. Có người hỏi thăm em về thu nhập, rồi hỏi thăm về mấy anh em nhà thằng Hiếu nữa. Vậy hả? Ừ. Mà hỏi anh Hiếu làm chi? Nó là lính tao mà. Mấy bữa nay nó nghĩ là vì cái vụ nó đánh thằng mớm thằng sĩ đi nằm nhà thương, bị công an giam rồi. Anh. Hả? Em nghe nói là má của hai anh em tụi nó lên bảo lãnh cho nó về rồi. Vậy à? Dạ. Nhưng mấy người đó hỏi cái gì? Họ hỏi coi anh em nhà thằng Hiếu thu nhập có khá không, rồi có mày nói nợ ai không. Trời ơi, em có biết gì đâu nói. Thu nhập á thì nó làm chung với anh em mình, mình sao nó vậy. Còn chuyện thiếu nợ hay không làm sao em biết được. Anh em mình hầu như ai cũng xài tiền dây tiền góp hết trơn á. Ừ. Mà
Thằng Hiếu, sao mày biết nó có mượn tiền hay không? À, theo em nghĩ chỉ có bà Sáu Béo trùm cho dây ở xóm này thôi, chứ ngoài bả ra còn ai nữa. Nhưng mà có điều á, em đâu có thấy thằng Hiếu bén mảng gì tới trước cửa nhà bả đâu. Mà mượn tiền của bả làm gì? Mà nó mượn chỗ khác thì sao? Bộ mày nghĩ đám bốc vác anh em tụi mình có thằng nào dư tiền cho nó mượn hả? Ở đâu thì tao không biết. Dân làng ở cái xóm này á chuyên xài tiền của mẹ Sáu Béo. Con mẹ sống nhờ tiền bốc vác của cái bến này đó. Nói vậy chứ em thấy anh em nhà thằng Hiếu cũng giỏi ha. Chưa chắc rồi nha. Tụi bay để ý coi nó còn hỏi gì nữa không. Thời gian này nguy hiểm lắm, tụi con đừng làm gì manh động, sẽ bị để ý đó. Dạ con biết rồi má. Con Di cũng đỡ rồi, chỉ uống thuốc cầm chừng một thời gian nữa là nó khỏe hẳn thôi, không đáng lo đâu. Còn chuyện học hành của con Phương, tạm thời cứ lãnh tiền lãi của ngân hàng để chi dùng. Có thiếu thốn một chút, nhưng má nghĩ cháu cũng ổn. Chuyện thằng Hiếu mà êm xuôi, không bị truy tới cùng, thì mình sẽ nghĩ sống đạm bạc cũng được, miễn mình được yên thân. Má không muốn tụi con lâm vào cảnh tù tội. Kệ, người ta sống sao thì mình sống vậy. Trước giờ mình vẫn sống đạm bạc mà má. Chỉ tại thời gian vừa rồi nhà mình quá nhiều chuyện phải lo. Đụng cái ba hai bị tai nạn rồi mất. Má hai thì bị tai biến. Ông ngoại thì đổ bệnh thêm cái vợ con nữa. Tiền mình kiếm được từ mấy chuyến đi đêm, mình cũng đâu có xài tới. Má biết, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng tạm ổn rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, má con mình cũng ráng xoay sở như người ta, không đi ăn hàng trên sông nữa. Mỗi lần tụi con đi như vậy, má hồi hộp lắm. Dạ, được rồi, quyết định vậy đi. Còn anh hai, bây giờ không được mạo hiểm nữa. Anh phải được bình yên để còn lo cho chị hai. Nếu mà có gì cần, cứ gọi em với má. Thôi, con về bên nhà đi, đừng để con Di nó lo, nó chưa khỏe hẳn đâu. Dạ, vậy má vẫn trọng nghỉ đi, con về đi. Dạ. Vô nghỉ đi con, mai còn đi làm. Má vô trước đi. Thôi ngồi đó đi. Đây mẹ Phương vô ngoài đỡ ngang. Lên đây ngồi nè. Ngồi đây. Để con ra ngoài vườn hái me cho bé Phương ăn nha. Nè leo trèo cho nó cẩn thận nghe con. Dạ. Bé Phương ngồi đi chơi đợi anh hái me con ăn ha. Rồi ông ngoại cảm ơn con em. Nè em ăn đi. Cái này ăn được không? Ăn được chứ sao không. Ăn đi anh trọng hái cho con đó. Dạ ông ngoại. Nè cái này của bé Mận nè. Dạ. Ăn đi con. Em lột ra. Ăn đi con. Có ngon không?
còn nghĩ chuyện gì vậy? Má, mẹ Phương nói ở một mình như vậy cô thấy bất an. Con lo cho nó hả? Bây giờ con không biết phải làm sao nữa. Má cũng khó nghĩ quá, không biết nên khuyên con như thế nào. Nếu từ giờ mình không đi ăn hàng trên sông nữa, con cũng không thể tới gần bé Phương được. Cả nhà mình trôi dạt tứ phương, không có giấy tờ gì hết. Bé Phương mà thương con thì khác nào cô lấy một người du thủ du thực. Tương lai của bé Phương sẽ rất tăm tối. Lỗi tại má. Dù sao gia đình mình cũng chịu cơ cực nghèo hèn rồi, không nên để bé Phương dính vô. Má biết là con thương nó từ nhỏ lần, tới giờ cũng không chịu ưng ai hết. Nhưng nếu con thương nó, con hãy để cho nó được sống yên ổn. Thấy con buồn như vậy, má cũng đau lòng lắm. Nhưng mà làm khổ thêm một người nữa, má con mình lại mang tội nặng thêm. Con hiểu. Ừ. Nhưng mà bé Phương thấy con tránh né cổ, cổ rất buồn. Con không chịu nổi má. Nó còn trẻ, nó suy nghĩ chưa tới. Sau này lớn lên ra đời, nó sẽ gặp nhiều người giỏi giang, giàu có. Nó sẽ so sánh. Tới chừng đó con sẽ còn đau khổ hơn đó. Chẳng thà buồn từ bây giờ để khỏi lụy về sau. Ông ngoại đã lo cho nó được như vậy là cũng mừng rồi. Thôi, má vô ngủ đi. Con sẽ không phá hoại tương lai của bé Phương đâu. Ừ. Gì? Dạ. Sao con không lấy mấy cái áo mới cho thằng Hiếu nó mặc? Mấy cái áo của nó mặc cũ hết trơn rồi. Dạ có chứ. Con có kêu ảnh lấy, nhưng mà ảnh nói mấy cái đồ mới này nè để dành bán, cứ mặc mấy cái áo cũ nó hoài à. Con cũng không biết nói làm sao luôn. Suy đi nghĩ lại, ba thấy tội thằng Hiếu quá. Nó thiệt là chu đáo, nó lo cho con, thương con nhiều. Con biết mà. Mà cũng tại vì xót con quá cho nên anh mới đánh người ta. Mới được bảo lãnh về một cái là cắm đầu lo đi làm rồi. Anh nói á, anh muốn kiếm thêm chút vốn. Có tiền á, anh mở cái shop cho con bán quần áo, khỏi phải đi bán dạo. Thấy nó lo cho con như vậy, ba yên tâm lắm. Dạ. Thầy Huy ơi, thầy Huy. Anh Huy ơi. À, dạ. Thầy cho tôi gặp con của thầy đi. Dạ. Tôi có chút việc. Dạ. Di à. Dạ. Để lên con. Dạ. Dạ. Cô nhắn lại với Hiếu, chồng của cô đó, đúng 9 giờ sáng mai lên công an phường để làm việc vụ gây rối đánh người. Nhớ đúng giờ đó. Dạ tôi nhớ rồi, cảm ơn anh. Chào thầy. Dạ chào. Ba ơi, con chạy ra bến tìm anh Hiếu nha ba. À. À, chán quá mấy ông ơi. Kiếm gì làm chứ điệu này chắc chết đói quá. Tám ơi, cho ly cà phê ghi sổ Tám ơi. Ờ. Trời đất ơi, khách khứa đồng trốn hết trơn vậy trời. Ế gì mà ế dễ sợ luôn vậy đó. Có mấy nải chuối mà để từ sáng tới giờ muốn chín đục luôn mà chẳng ma nào ngó. Mấy hôm nay á không có tàu về, cho nên là thằng cha sáu bảnh chẳng cũng lặn luôn rồi, không thấy ổng ra đây. Ông ra làm gì? Đi chạy xe ôm rồi. Ủa thiệt không? Hồi nào vậy? Hồi nào vậy?
Bữa hôm qua thấy ổng đậu xe bên cột điện bên kia kìa. Mà không chừng ổng vậy á, kiếm được chút cháo. Phải kiếm gì làm em ơi, chứ kiểu này thất nghiệp riết chắc chết. Coi bộ kiểu này không có hàng để bốc. Không lẽ nguyên băng mình kéo vô chạy xe ôm hết ta? Mà vậy khách đâu đủ cho mình chở? À, tôi thấy coi bộ sửa xe cũng ngon lắm á. Biết sửa xe là ngon rồi mày ơi. Nhưng mà tao nói mày nè, mày muốn sửa xe á, mày phải có tay nghề. Mày phải đi học nghề nè. Mày có vốn, mày mở cái tiệm, thấy không? Rồi mới sửa được. Đi. Ông không có tay nghề, lúc đem cái xe của người ta vô, ông sửa tầm bậy tầm bạ, không có tiền đền cho người ta nữa kìa. Thì ở đây, nghe nói thằng Trọng xin được cái chân rửa xe ở tiệm sửa xe, vừa làm vừa học nghề. Bữa nay bến vắng là nó chạy qua tiệm rồi. Phải không anh Hiếu? Ừ, chúng lẽ ngồi đây mà chờ móc. Ê, Hiếu. Hả? Thằng em mày ngắm ngầm như vậy có bộ ngon à. Anh. Ủa, em. Đây, 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 đây. Tự mày. Làm gì ra đây? Lẹ đi. Để xếp bài chứ. Công an họ mới đến nhà mà anh lên làm gì? Anh đi. Để sang mang ra. Không đợi anh tối về nói cũng được, có gì đâu phải ra đây cho nắng vậy. Em nóng ruột. Ai biết được. Thôi anh về luôn. Bên anh cũng không có việc gì làm. Tôi về trước mấy ông ơi. Ờ, về đi nha. Tám. Cái gì? Đi sỏi nha. Ờ. Đánh đi mày. Hiếu. Con. Dạ má. Ờ con. Dạ thưa ba. Thưa má hai. Má hai. Má đứng đây má chờ ai hả? Má chờ nhỏ cà phê. Làm gì? Thì nó hứa nó ra làm chứng cái vụ hùng móm với anh sĩ hại con Di nè. Đó. Vậy giờ chị tới chưa má? Nó hứa với má là nó tới mà sao giờ này chưa thấy đâu không biết nữa. Thôi hai đứa vô trước đi để má đứng má chờ dạ. Chút. Đi con. Dạ má. Con vô trước cho má. Vô đi con. Nè, chị xui. Có hứa chắc với chị gì không? Trời, nó hứa chắc mà. Nó còn binh con Di nó chửi mấy người kia quá trời luôn á. Mà sao giờ này cổ chưa tới? Nóng ruột quá. Tôi nghĩ tụi này đe dọa cổ cho nên cổ không dám tới á. Có vụ đó hả? Chúng tôi muốn anh chị giải quyết ôn hòa bằng thương lượng nhân sự với nhau. Trừ khi không thể thỏa thuận được thì mới chuyển qua tòa án. Các vị nghĩ sao? Sao kỳ vậy? Đánh người ta như vậy thì phải ở tù chứ. Tất nhiên là phải bồi thường, nhưng cũng phải đi tù chứ. Trời ơi, để nó giỡn dơ ngoài đường rồi nó gặp con tôi nó đánh thì sao? Cái gì cũng có luật lệ hết, chứ không phải muốn làm gì thì làm. Trước hết phải giải quyết ôn hòa. Bây giờ bên mấy anh yêu cầu anh Hiếu bồi thường bao nhiêu thì cứ nói. Nè, đâu, đưa con anh coi cái gì đây được không con? Cái này sao đủ, ít quá. Nó cũng bị ở tù thì phải bồi thường nhiều hơn chứ. Đúng rồi đó, nếu nó không có ở tù thì phải bồi thường nhiều hơn. Tụi tôi tính á, nếu thằng Chả mà chịu ngồi tù thì phải bồi thường cho tụi tôi nhiêu đây? Nhưng nếu mà thằng Chả chịu bồi thường mà không ở tù á thì phải gấp đôi. Ừ, như vậy rồi. Thì quá đáng quá. Trời ơi, mấy anh ơi, đâu có quá đáng đâu mấy anh. Con tôi nó bị mất việc rồi. Rồi bây giờ nó cũng không có thu nhập luôn. Trời ơi, từ ngày nó nằm bệnh viện tới giờ á hả, tôi mượn tùm lum đủ chỗ hết trơn á. Nào là trả tiền viện phí, rồi bây giờ đủ thứ tiền nữa. Tôi cũng vậy. Chồng tôi là lao động chính trong nhà. Con của tôi nữa thì sao? Các vị có quyền yêu cầu anh Hiếu bồi thường, nhưng phải có tình có lý chứ. Đây là mức bồi thường phi lý, không biết người ta có chấp nhận hay không mà còn đòi tăng gấp đôi. Anh coi đi. Trời ơi, ở đâu mà tụi tôi đào ra cả trăm triệu vậy? Đào ở đâu thì kệ mấy người. Ai biểu làm phách đánh người ta làm gì? Vậy á cho biết mà tởn. Chứ ở ngoài á làm tàn hống hách không à. Sao? Anh có khả năng bồi thường khoản tiền như họ yêu cầu hay không? Anh có thể thương lượng. Thương lượng gì nữa mày? Khỏi luôn. Chịu thì đưa tiền, không thì ở tù. Vậy thôi. Vậy còn mấy người gây tai nạn cho vợ tôi, hại chết con tôi, ai bồi thường đây? Nè. Hả? Nè. Ai bồi thường tổn thất thiệt hại cho gia đình tôi đi? Nè, trật tự đi. Mày nói ai mày? Đề nghị anh bình tĩnh lại. Bằng chứng đâu mày? Thôi mà thấy không? Bình tĩnh lại. Anh nói những người này gây tai nạn cho vợ anh hả? Đúng. Vợ tôi vì quá đau buồn, cô ấy điên điên dại dại như một đứa con nít suốt cả mấy tháng trời. Bây giờ mới bình tâm trở lại. Tôi vì quá đau xót vợ con như vậy, tôi mới đánh họ thôi. Cụ thể là những người nào gây ra? Hai thằng này, chính hai thằng này. Tại sao lúc xảy ra chuyện anh không đi trình báo? Anh nói cái gì vậy anh công an? Nè nè,
Đề nghị anh nhỏ tiếng lại, bình tĩnh lại. Tôi xin lỗi, nhưng lúc đó vợ tôi bị vậy, tôi phải ở bệnh viện để chăm sóc cho cổ. Còn con tôi phải lo chôn cất con tôi. Tâm trí đâu ra mà nghĩ ra chuyện trình báo hả anh? Vợ mày gặp tai nạn, tự nhiên mày đổ thừa tụi tao là sao mày? Không muốn bồi thường hả mày? Giờ không muốn bồi thường, muốn chạy làng hả? Anh nói, hai người này gây tai nạn cho vợ anh, vậy có ai thấy không? Có, rất nhiều người trước cổng bệnh viện. Người ta có nhìn rõ mặt của hai người này không? Trời, lúc đó vợ tôi bị vậy, tôi lo cho vợ tôi, tôi đâu có biết là họ có nhìn thấy rõ hay không. Có ai làm chứng chính hai người này gây tai nạn cho vợ anh hôm đó không? Có. Ừ. Có một người. Ừ. Họ hứa bữa nay sẽ tới đây làm chứng, nhưng sau giờ này lại chưa có mặt. Nếu anh không cung cấp đủ chứng cứ, hai người làm chứng về việc vợ anh bị tai nạn, thì coi như chúng ta gác chuyện này qua một bên. Còn anh, nếu không chấp nhận bồi thường nhân sự, thì chúng tôi sẽ chuyển vụ án này qua bên hình sự. Khi đó anh phải chịu án. Dạ. Tôi sẽ bồi thường mà. Nhưng mà tôi chỉ xin là có thể giảm bớt được một chút được không? Chứ vợ chồng tôi cũng đi làm mướn thôi à, đào đâu ra mà cái 100 triệu vậy? Mặc dù các anh có quyền đòi bồi thường, nhưng không phải muốn bao nhiêu cũng được. Đây là mức bồi thường vô lý. Nếu có giấy chứng thương, các anh chỉ được bồi thường một nửa thôi. Đâu có được. Vậy tôi ăn cám hả? Đúng rồi, một nửa. Chết anh ơi. Đây là cuộc thỏa thuận dân sự, chứ không phải phi vụ làm ăn. Đừng thừa nước đục thả câu. Vậy tôi không có cách nào hả? Nếu anh Hiếu ra tòa và nhận án giam, thì khoản bồi thường sẽ chỉ là thanh toán viện phí cho các anh thôi. Nếu bằng lòng với thỏa thuận này, không ra tòa, anh Hiếu sẽ bồi thường cho các vị một nửa số tiền của các vị yêu cầu. Các vị tính nhanh đi, chúng tôi không có thời gian đâu. Thôi được rồi, giá này cũng được, nhưng mà tụi nó phải trả tiền liền cho tụi tôi nha. Ừ. Như vậy là tụi tôi chịu thiệt nhiều lắm rồi đó. Ý của anh sao? Tôi đồng ý. Hên á, là gặp tụi này hiền đó. Gặp người khác á hả, là nó đánh cho chết luôn á. Nhớ trả tiền cho đủ nha. Không đủ rồi biết. Coi như thỏa thuận đã xong. Thời hạn anh Hiếu phải trả tiền cho bên đây là 2 tuần. Giao tiền tại đây, chúng tôi sẽ làm chứng. Trời, 2 tuần, làm sao mà tụi tôi chuẩn bị kịp hả anh? Trả không nổi thì nói liền đi, cho tù liền. Nhưng mà... Tôi lo được. Anh? Không sao đâu, anh lo được mà. Anh chị nên suy nghĩ kỹ đi. Số tiền không nhỏ đâu, lại xoay trong khoảng thời gian quá ngắn như vậy. Tôi hiểu mà. Đây là biên bản buổi thỏa thuận hôm nay, mọi người đọc kỹ rồi ký vô. Thì cứ y như vậy mà làm được rồi. Trễ ngày cho nó ra tòa thôi. Mận nè, xem không đem đồ qua đây may luôn. Ở đây đâu có máy may đâu anh. Anh quên. Nhưng mà em phải ngồi để chờ chị Phương đi học về thì em mới được về hả? Dạ, tại máy dặn lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh chị Phương hết. Sao kỳ vậy? Ê, chị Phương sợ ma hả? Đâu có. Anh ba nói là phải canh chừng chị Phương 24/24. Chị Phương nói là có ai đó cứ rình rập chỉ hoài à, không biết làm gì nữa. Ghê vậy hả? Ừ. Không biết họ xử vụ anh hai sao rồi. Nóng ruột quá. Hôm nay họ xử rồi em. Ừ. Kỹ bực thiệt nhá. Rồi tự nhiên Hiếu đánh ta dữ vậy. Thì tại tụi nó cố tình gây tai nạn cho chị hai, làm cho anh hai mất đứa con, làm cho chị hai mê sản cả tháng trời nay luôn á. Có vụ đó nữa hả? Nhưng mà tại sao tụi nó làm vậy? Tại tụi... Sao? Nói anh nghe coi. Mà thôi, anh đừng có hỏi mấy chuyện này dòng do dài dòng rắc rối lắm. Cả nhà đang tính hoàn lương á mà cứ... Hả? Em mới nói ai hoàn lương? Em đâu nói gì đâu. Em mới nói tức thì. Trời, em nói nào trời? Kỳ vậy? Anh nghe rõ ràng. Không lẽ tại anh dậu này... Kỳ vậy ta? Có nói gì đâu. Mạnh, ừ thì do tay anh. Ủa, chào anh. Ừ. Anh ba tới rồi, vậy anh ba ngồi đợi chị Phương, em về nha. Đi về. Em về đi. Dạ, vậy em đưa Mận về. Dạ.
Anh nghĩ anh ta sẽ làm gì để trả món tiền này? Tôi cũng biết là số tiền đó quá lớn so với thu nhập của anh ta. Nhưng tình huống này thì phải tạm chấp nhận yêu cầu phi lý đó của nạn nhân. Nhưng anh ta có thể chấp nhận số tiền bồi thường lớn như vậy thì khiến Hiếu có thể vì lo tiền mà phạm pháp. Đó là yêu cầu của bên trinh sát. Hy vọng là mọi chuyện đúng như chúng ta dự đoán thì mới phá án nhanh được. Anh Xui đưa con Duy về nhà nghỉ đi. Chuyện này để má con tôi tính. Má, nhưng mà họ đòi. Má biết rồi, con về nhà nghỉ đi, đừng lo lắng gì hết. 50 triệu, chứ có phải 5 triệu đâu chị Xui mà không lo. Ta nói để người ta tính mà. Hai cha con cứ càm ràm hoài à. Duy, con dẫn ba con về nghỉ đi, cứ ở đây làm rộn chuyện không à. Nói ai làm rộn? Làm gì dữ vậy? Tôi cũng là người nhà vậy. Trời ơi, tự nhiên bữa nay nói chuyện dữ hay trời. Thôi, má hai ơi, ba con với vợ con cũng lo thôi mà. Ai không biết lo, nhưng mà đừng có làm người ta rối lên. Tôi ngồi im ru nãy giờ làm gì rối. Thôi ba. Thôi được rồi. Ba, tôi về, coi như không chen vô nữa. Ông, có gì cho cha con tôi hay á. Về con. Đưa ba về đi em. Em về lo cơm nước chút xíu anh về. Thôi hai má con về. Ừ, nói động chút cái tự ái. Vậy sao? Bây giờ tụi bay tính cách nào có được 50 triệu đây nè. Bộ tính đi ăn cướp hay sao? Đó, tới phiên má hai rộn rồi đó. Chút nữa má qua bà sao béo. Gì vậy? Bộ mày tính đưa đầu vô má chém hay sao vậy? Đừng có khùng. Ai vô cửa đó cũng tan nát hết. Hết cách rồi hai. Hết cách cũng không có đi vay tiền con mẹ đó. Trời ơi, 20 phân mà 50 triệu mày tính coi. Rồi tiền góp mỗi ngày bao nhiêu? Trời ơi, tụi mày làm róc xương ra cũng không trả nổi nữa. Tao thấy không có được rồi. Đừng có túng quá mà làm liều như vậy. Vài ba bữa mà không góp đủ cho nó, nó sai lâu la qua quậy banh cái nhà. Không được đâu. Thôi mà má hai đừng có làm ồn ào nữa. Con với má con cũng đang suy nghĩ nát óc mà không ra đây nè. Bây giờ tao phải làm cái gì đây? Bây giờ tao dòm hai má con bay lo sốt gió như vậy, tao chịu không có nổi. Thôi hai bình tĩnh đi. Trước mắt á, em qua Sáu Béo hỏi vay để kịp trả cho mấy người kia, để thằng Hiếu khỏi bị ở tù đã. Sau đó em sẽ phụ với tụi nó kiếm tiền trả nợ. Từ nay chị ở nhà coi quán một mình nha. Được rồi. Cái gì chứ, cái quán cà phê cốc này á, một tay chị quay là xong à. Còn gì nữa không? Nghe em dặn nè. Chị coi quán, thấy mạnh khỏe thì bán, mệt thì cứ nghỉ, không được ráng nha. Chị ráng mà đổ bệnh một cái là không có ai chăm sóc cho chị đâu. Chuyện nhà đang rối như vậy nè, bà nội tao cũng không dám đổ bệnh nữa. Hiểu. Qua sao béo với má. Nhưng mình cần nhiều tiền quá. Rủi ba đòi thế chấp cái gì rồi sao? Thế chấp cái nhà này cho rồi đi. Đâu có được má hai. Mình đâu còn gì ngoài nhà này. Thì bây giờ có cái gì mình thế chấp cái đó chứ. Mày có cách khác sao? Đi lẹ đi. Cứ tính vậy đó. Đi con. Thôi rồi, sắp ra đường ở rồi con ơi. Tôi tưởng đâu á, mấy người không bao giờ nhìn cái mặt bà Sáu Béo này nữa chứ. Người ta vừa dắt cho mấy người làm ăn, mới vừa làm ăn xong cái qua cầu rút ván, tự tung tự tác qua mặt người trên. Bà thấy chưa, quả báo nhãn tiền rồi đó. Cũng phải lết cái thân qua đây để mà tiền dai bạc hỏi thôi à. Nhưng lần này á, số tiền phải nhỏ đâu nha. Đâu phải cứ hỏi là có. Mấy người á, đều là không có giấy tờ tùy thân. Cái nhà đó là của bà hai, đâu phải của mấy má con bà.
lỡ rồi mấy người xù nợ á, tôi biết đâu mà tìm mà kiếm. Má hai tôi đã chịu thế chấp rồi mà. Nói miệng có giá trị, phải có giấy trắng mực đen, phải có sổ hồng bản chính, rồi ba bên đồng ký vô kìa. Thôi được rồi, bây giờ mặc dù là má con tôi chưa có bao giờ vay mượn số tiền lớn như vậy, nhưng mà đâu phải là mình chưa biết nhau đâu. Mình ân oán với nhau cũng nhiều mà. Uy tín của má con tôi như thế nào đâu phải cô không biết. Dù chết sống gì má con tôi cũng trả đủ tiền cho cô. Thôi, bây giờ thì vậy, tôi sẽ làm giấy cho má con chị vay mượn. Phải có người làm chứng, má con bà phải đồng ký vô. Rồi tôi nói trước nha, giấy tờ thế chấp á, đứng tên của người khác, cho nên á, người ta cho vay bạc 20, tôi á, sẽ tính bà bạc 30. Cô nói làm sao? Góp mỗi ngày, chiều á, thì lấy tiền, rồi tôi cho người qua lấy sổ. Sao? Sao coi lại giùm chứ mà. Vay bạc 20 là tụi con đủ chết rồi, số tiền lớn quá mà. Vay bạc 30 tụi con biết làm sao? Thắt ngặt lắm mới qua đây cầu cảnh sao? Ai tới đây cũng thắt ngặt hết á. Luật vay tiền của tôi là vậy. Bây giờ tôi nương cho mấy người, rồi những người khác tôi không nương cho người ta, rồi người ta chửi vào mặt tôi rồi sao? Ai chịu? Chịu không? Không thì thôi. Coi như là chuyện này tôi chưa gặp cái người không có nói gì hết. Thôi thôi, được rồi mà, được rồi. Nhưng mà tôi xin cô Sáu vậy, cho tôi trả tiền lời mỗi cuối tháng thôi. Còn tiền vốn khi nào tôi gom đủ thì tôi trả một lần. Chứ bây giờ công ăn việc làm của tụi nhỏ không có ổn định, còn tiền bạc cũng ngày có ngày không, tôi cũng chưa biết làm sao nữa. Trời đất ơi, vậy thôi đừng có mượn. Không chắc có việc làm hay không á, mà dám đi mượn tiền của người ta 50 triệu. Hai má con bà sao gan quá rồi, vậy? Rồi 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 rồi. Sao muốn góp mỗi ngày thì góp mỗi ngày. Hiểu rồi. Vậy đi, nói nhiều chi cho mắc công. Rồi mấy người á cũng có cách á, quăng cục tiền vô mặt tôi hà. Lũ. Dạ có. Đây nè. Đây nè, tôi ghi sẵn hết ở đây nè. Hai má con bà ký đi, rồi sẵn ghi luôn cái số tiền vay vô nha. Thằng Lũ, mày làm chứng nha mày. Mày cũng ký vô luôn nghe chưa? Dạ biết rồi. Con ký đi. Ký đâu anh? Đây à? Ừ. Nè, đồng tiền á thì nó đi liền với khúc ruột. Nhà bà không có dây mơ rễ má gì ở đây, không có giấy tờ tùy thân gì hết. Nhưng mà đừng có tưởng né tôi dễ đó nha. Hễ tôi thấy cái mồi mà trốn tránh đó nha, có xuống dưới địa ngục đó, tôi cũng lôi đầu lên đó. Cô Sáu đừng lo, má con tôi không nghĩ tới chuyện đó đâu. Dù gì đi chăng nữa, tụi tôi cũng trả đủ cho cô mà. Ai vay tôi cũng phải trả đủ hết đó. Không trả là không được với tôi đâu. Nè, bây giờ tiền tôi giao cho thằng Lũ nha. Hai má con bà về lo cuốn sổ đi. Khi nào có đó thì điện cho thằng Lũ nó đem tiền qua. Còn mày á, mày đem cái giấy này nè qua bên đó đó, kêu bà hai bà ký vô. Mày đem sổ hồng về đây cho tao. Dạ. Về con. Anh ra đây. Cái vụ má con hiểu gì xong rồi ra. Phèn này nó chạy không thoát đâu. Bà nói xong chưa? Xong rồi đó. Né hoài thì cũng phải dính đòn thôi. Mà anh á, anh nhắm má con nó có kham nổi không vậy? Nổi hay không thì cũng vô trồng rồi. Tính là bao nhiêu vậy? Thì